quý vị thuộc một bài kinh nguyện đem công đức này. Khi Pháp Hòa vừa bắt lên nguyện đem thì quý vị tiếp liền gì? Tại vì trong tàng thức quý vị có cái đó rồi. Nhưng mà nếu quý vị không có cái đó thì Pháp Hòa có nói nguyện đem công, thì quý vị cũng nói công gì? Công lưng, công xương, thì không có. Cho nên á, khi mình tu á, là mình đừng có đợi tới lúc chết mới mời người ta tới tu giùm mình. Mình phải tu bây giờ để nó huân cái đó, rồi ban hộ niệm ta tới người ta tụng nó mới match. Phải không? Thí dụ như ta tới ta, bác ơi con tụng kinh cho bác nghe bác. À, bây giờ bác tụng theo con nghe, cái mình tụng quý mạng lệ Di Đà Phật, thì trong tâm mình hằng ngày tụng câu đó rồi thì nó mới ra. Chứ còn mình không tụng gì hết, ta tới ta nói quý mạng lệ a, cái này a a đông quá. Rồi ta nói đà, cái mình nói lạc, thay vì mình đà Phật. Tại vì mình hằng ngày mình không tụng cái đó, có phải không? Cho nên á, thí dụ bây giờ quý vị không thuộc cải lương, nhưng mà quý vị biết cái âm điệu của cải lương. Cho nên thí dụ Pháp Hòa nói mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so. Còn mình không thuộc thì mình không biết, phải không? Cho nên á, mình thuộc cái đó thì khi nó đi ở trong cái tàng thức mình, khi khổ nó đi ra, mà không phải câu niệm Phật, ngay cả tất cả những câu kinh. Cho nên thuộc kinh có lợi lắm. Thuộc kinh á, là một như là mình niệm á, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là mình chuyên nhớ Phật, rồi mình niệm danh hiệu Phật. Còn niệm Pháp là mình nhớ những câu kinh. Thí dụ như mình thuộc một câu lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc tình ai, mặc lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Thì khi mình thuộc cái câu đó, cái thì đụng chuyện cái mình nhớ, ta nói chị anh coi cái ông đó lên chùa mà, cái mình nhớ câu đó liền. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, thí dụ vậy đó. Hay là mình niệm một nói một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bị dạy gì không niệm. Mình thuộc cái câu đó thì khi mà hữu sự nó đến thì cái câu đó nó đi ra. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên không phải chỉ riêng có niệm Phật mà còn có niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết, 10 niệm. Mình không niệm Phật, niệm chết cũng được nữa. Có một bài kinh Phật dạy về niệm chết. Người kia sáng đang khỏe mạnh bước ra bị tai nạn xe chết, nhớ niệm cái đó thì tự nhiên mình bớt sân si, bớt hơn thua, bớt tranh giành. Cái ngày Pháp Hòa giảng cái bài niệm chết ở tại California, trong khi giảng cái bài đó thì Pháp Hòa nói như vậy, thì ở tại Cali có một em trẻ 20 mấy tuổi, cái ngày đó là July 4, là cái ngày independent của nước Mỹ. Nó chơi mà nó lấy một viên pháo, nó để trên đầu nó đốt. Mà quý vị biết nó để viên pháo nó đốt, nó phủi đâu có kịp, viên pháo nổ trên đầu nó chết tại chỗ. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái chơi với cái chết nó liền bên, cho nên kêu chết chơi. Mà chết chơi là chết chắc. Mà chết chắc là chắc chết. Cho nên cuộc đời mình sẽ chết chắc, phải không? Mà chết chắc rồi là chắc chết. Trong cái tàng thức và trong cái bộ nhớ của mình, nên nhớ những cái điều lành, điều thiện, đừng chứa cái điều bất thiện. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, tại sao chúng ta phải tụng kinh niệm Phật? Để khi mà cái khổ đó, cái đó nó đi ra, nó giúp mình. Ngay cả trong chiêm bao,
Thành thử ra khi ngủ mà mình gặp ác mộng mà mình niệm Phật là tốt đó. Tốt đó. Đó là trong tâm thức của mình đã có công năng hiệu lực của Phật. Nghiệp của con quá nặng, kính mong Thầy chỉ dạy phương thức nào để chuyển nghiệp. Trước hết mình phải hiểu nghiệp là gì. Nghiệp là những cái thói quen do thân miệng ý mình tạo nên. Vậy thì cái phương thức chuyển nghiệp đó là mình chuyển cái thói quen đó. Thí dụ như mình có thói quen á, là ăn xong cơm rồi là hút một điếu thuốc. Mình có thói quen ăn xong bữa cơm hút điếu thuốc. Nhưng mà mình có biết rằng một điếu thuốc sau khi ăn bằng 10 điếu thuốc lúc bình thường. Nó độc á. Tại vì khi mình ăn cơm vô rồi là tất cả những cơ quan trong cơ thể mình nó mở ra để nó tiếp những cái thức ăn, để nó nuôi dưỡng từng bộ phận. Một cái khói thuốc mình hít vô, nó không phải đi vào trong buồng phổi không, mà nó đi theo cái thức ăn đang chuyển hóa đó đi vào, thì nó làm cho không phải phổi bệnh mà tim, gan, bao tử, đường máu nó bệnh theo. Mà một lần thì không sao, 10 lần nó khác, 100 lần nó khác, 1000 lần nó khác. Thế là chúng ta thành nghiệp, và là nghiệp hút thuốc. Nghiệp là thói quen, nhưng mà cái thói quen là thói quen không lành mạnh. Thì bây giờ mình muốn chuyển nghiệp không? Bỏ cái thói quen đó. Nó khó bỏ quá. Hồi xưa mới hút cũng khó hút vậy. Tại sao cứ chịu khó hút để cho nó thành quen? Thì bây giờ phải chịu khó bỏ cho nó thành thói quen trở lại. Cái gì cũng do mình. Hồi xưa mình ngồi thiền, mình ngồi tréo chân lại, ngồi không nổi. Tụng một thời kinh dưới chùa là mình ẻo 3 kiểu, 4 kiểu, 10 kiểu. Nhưng ngồi riết lâu ngày, bắt đầu cái chân mình nó co, nó quen. Cái gì cũng do mình tập thôi. Cho nên á, chuyển nghiệp á, không phải là có một cái tụng, cái kính gì để chuyển. Phải không? Nhưng mà nghiệp là tự thân của mình, tự nơi con người mình mà tạo nghiệp. Thì từ nơi con người này mà chúng ta chuyển. Nói trời ơi, sao gia đình của tôi á, lúc này nghiệp gì á, mà sáp lại là gây lộn à. Mà khổ, biết lộn mà vẫn gây. Phải gây trúng cũng đỡ. Gây lộn không à. Mà không có nào trúng hết á. Mà gây lộn xong rồi bắt đầu đi tới đánh lộn. Nhắm mắt mà đánh nhầm đầu. Kêu đánh lộn. Cho nên chuyển nghiệp á, là mình chuyển từ cái nghiệp thân miệng ý của mình. Vừa rồi có một người, một cái anh đó, anh lên anh gặp Pháp Hòa và anh thôi nói với Pháp Hòa là nhiều lúc á, anh không muốn sống nữa. Tại vì anh nghĩ 40 năm qua anh sống mà anh làm khổ người nhà anh rất nhiều. Thì Pháp Hòa nói đâu phải như vậy mà mình giải quyết được vấn đề. Một cái ly nước nếu mà lỡ đựng thức dơ, không thể vì vậy rồi đem bỏ cái ly đó. Chúng ta cứ rửa ly đó lại cho sạch sẽ thì chúng ta vẫn dùng được nó. Nếu lỗi lầm gây ra từ cái thân này, thì bây giờ hãy lấy thân này mà làm điều lành phải. Chứ cũng cái thân này làm sai thì tại sao phải giết nó? Thì cứ dùng cái thân này mà làm việc đúng trở lại thôi. Thí dụ như ngày xưa cũng cái tay này nè, mà nói chuyện với ai mình cũng làm boss, mình cũng chỉ vậy hết. Thì bây giờ cũng cái tay này làm vậy. Đây là chuyển nghiệp nè. Hồi xưa là cứ vậy mà giờ vậy. Thấy không? Hồi xưa nói chuyện với ai cũng vậy, thì giờ nó thành vậy. Cho nên chuyển nghiệp là chuyển vậy thôi. Xin Thầy giải thích cho con hiểu Niết Bàn là thế nào. Hết giờ là Niết Bàn. Thưa đại chúng, chữ Niết Bàn á, là mình phiên âm từ tiếng Phạn Nibbana. Nếu mà nói cho đủ chữ là Niết Bàn Na. Người Trung Hoa dịch chữ Niết Bàn là diệt độ.
Khi chúng ta diệt được cái sanh tử, độ được cái phiền não là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cái nơi chốn để chúng ta chết mà tới. Niết Bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình có sự an lạc, đó là Niết Bàn. Cho nên có chỗ dịch nè: Niết là không, Bàn là sân, không sân là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là si, không si là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tham, không tham là Niết Bàn. Như vậy thì đối với Niết Bàn là gì? Là sanh tử khổ đau. Thì bây giờ thí dụ như hồi nãy á, mình đang sắp hàng, rồi cái người ta lấn mình một cái, mình chui nhủi, trời ơi mình giận dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngóc người dậy đó, thì mình thấy rằng cái người kia họ đang có một cái chuyện gấp rút trong gia đình của họ. Thì ngay cái giây phút mình giận đó, hiểu ra được cái nguyên do rồi, thì không buồn, không giận gì nữa, mà còn thông cảm, thậm chí còn lánh ra cho người ta đi cho lẹ nữa. Giây phút đó là Niết Bàn. Niết Bàn á, khi chúng ta sống, chúng ta tự tại được với tất cả mọi hoàn cảnh là Niết Bàn. Ví dụ như á, Pháp Hòa tưởng tượng, cho nên đừng có tưởng, tưởng là không bao giờ thật. Ni sư nói bữa nay mình ra ho, trời ơi, tưởng cái ho nó bự. Thí dụ vậy đi. Rồi cái ra ho thì mình nghĩ là cái chỗ đó, cái chỗ ngồi thoải mái. Nhưng mà không ngờ tới cái nó nhỏ, nó không đủ máy lạnh. Rồi tưởng đâu có cái ghế gì cho mình ngồi, ai nhẹ ghế gì. Đó, cái là mình mất Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình ngồi đây á, mà mình thấy rằng tuy cái phòng này nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn còn hơn không có chỗ nào. Mà so ra cái chỗ này với cái chánh điện chùa Phước Hải thì chỗ nào hơn? Hiểu vậy cái tự nhiên chỗ này là Niết Bàn. Cho nên chỗ đó nhà Phật gọi là tự tại. Tự tại là chúng ta tự tại với có bốn loại tự tại. Bây giờ nói một cái tự tại thôi. Hoàn cảnh tự tại. Hoàn cảnh tự tại. Cho nên thí dụ như hồi ở Việt Nam mình tưởng qua Mỹ sướng, cho nên ai cũng mong đi Mỹ. Nhưng mà qua tới Mỹ rồi thì nó có cái sướng của cái nước Mỹ, nhưng bên cạnh nó cũng có cái giá để mình trả của cuộc sống của nước Mỹ. Mà không khổ, không buồn gì, đây là cái mình muốn mà. Thấy không? Ở xứ này á, cuộc sống của mình muốn có đầy đủ cho gia đình mình thì ai cũng phải đi làm hết. Đi làm về rồi á, mình phải nấu ăn, phải dọn dẹp, phải làm tất cả mọi việc trong gia đình. Lương của mình là lương cu ly, làm sao đủ để mướn người. Nói trời ơi, hai bàn tay tôi ở Việt Nam không động gì hết trơn á, thì bây giờ qua đây được động. Thì có gì đâu phiền. Hồi xưa chưa biết. Cho nên á, năm bàn tay em làm nên tất cả mà, phải không? Cho nên quý thầy cũng thường gọi là rất tự hào, hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ. Thì thưa đại chúng á, chữ Niết Bàn á, không phải là cái chỗ, không phải là cái destination, cái chỗ để mình chết mình mới tới. Cho nên có nhiều người người ta đăng báo, ta nói có xin chia buồn cùng gia đình, cầu chúc cho hương hồn bác sớm lên cõi Niết Bàn. Thì mình nghe là tưởng đâu là có cái cõi nào để tới, mà thật sự không. Niết Bàn là trạng thái của tâm. Đây, bây giờ mình nằm mình sắp chết, bây giờ mình sợ chết là mất Niết Bàn. Bây giờ trước sau cũng chết, thôi nằm thở cho nó khỏe, khi nào nó chết, nó chết. Đó là chết Niết Bàn đó, lập tức đi cõi Niết Bàn liền. Phải không? Chết là chết chứ đâu có hết. Như nãy mình nói vậy đó. Còn nếu mà sống thì phải sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Cái đó là Niết Bàn. Cho nên người ta định nghĩa chữ Niết Bàn bốn chữ thôi: thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn là nó bình thường vậy đó. Có nước lạnh uống, enjoy nước lạnh là Niết Bàn. Chứ còn mà nếu mà nói nước lạnh này sao nó lạc quá, đã lạnh mà không lạc thì sao? Bất Niết Bàn. Thấy không? Cho nên thường là như vậy. Thí dụ như bây giờ cái khổ là cái thường, đúng không? Cái khổ là cái thường, cái sống khổ là cái thường, cái già nua là cái thường. Mà mình không chấp nhận già nua tức là mình không nhận được cái Niết Bàn, không nhận được cái thường của nó, mất Niết Bàn. Còn người mà người ta chấp nhận già, ta chải tóc, nó thấy sợi tóc bạc là ta biết đây một lá thơ. Mai mốt mình rụng cái răng hai lá thơ. Cho nên bây giờ mình đã từ 60 tuổi trở lên là thơ gửi đều đều nha. Thơ gửi đều đều. Còn nếu như mình không chấp nhận, nó chải tóc xuống cái trời ơi, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu hoa. Còn gì đây khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tiếc rẻ vô cùng. Cho nên vậy quý vị hiểu được chỗ Niết Bàn không? Khi nào mình tự tại được, tự tại với hoàn cảnh, tự tại với bản thân, tự tại với bản thân nữa. Thí dụ như có vài Phật tử đây nói: sao năm nay ở đây lạ chứ, mỗi năm giờ này là lạnh á, sao năm nay tự nhiên trời nó ấm về xong enjoy. Mỗi năm nó lạnh mà năm nay nó ấm thì mình enjoy. Mà enjoy được cái giây phút thời tiết này là Niết Niết Bàn. Cho nên viễn, chỉ cần viễn ly điên đảo mộng tưởng, lập tức sẽ có cứu cánh Niết Bàn. Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sống được như vậy là sống với Bát Nhã. Xin Thầy hoan hỷ cho con hiểu rõ trong Kinh Pháp Hoa phẩm Dược Thảo Dụ Phật dạy: chỉ có Như Lai biết chủng tướng thể của chúng sanh, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, tu thế nào, nghĩ thế nào, dùng pháp gì để được, dùng pháp gì. Cuối cùng, con trí cạn phước mỏng, u minh mịt mù, con không thể nào hiểu được ý của Đấng Pháp Vương Vô Thượng. May là mịt mù mà còn viết được vậy đó. Nếu mà không mịt mù, viết viết tới đâu được. Thưa đại chúng, cái phẩm kinh này á gọi là Dược Thảo Dụ. Dược thảo có nghĩa là cỏ thuốc, dụ tức là ví dụ. Ở trong kinh Đức Phật ví dụ á, pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, còn tất cả căn cơ của chúng sanh cũng giống như là những cây cỏ lớn nhỏ trong trời đất này. Hễ cây to thì hút nước nhiều, cây trung bình thì hút nước vừa vừa, cây nhỏ thì hút nước ít. Mưa thì không có phân biệt mưa chỗ này nhiều, mưa chỗ kia ít. Mưa chỉ làm một cái việc là bình đẳng là rơi xuống thôi. Còn cái chuyện hút nước như thế nào đó là tùy theo mỗi loại cây. Cũng như thế, giáo pháp của Như Lai ban ra bình đẳng không phân biệt, nhưng nhận nó như thế nào là tùy mỗi căn cơ của chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ như nãy giờ Pháp Hòa nói nãy giờ, có thể có những vị dư hiểu Pháp Hòa nói gì, nhưng mà có những vị vừa mức hiểu, nhưng mà cũng có những vị không hiểu gì hết. Tại vì lần đầu tiên nghe chưa có thấm nhuần những cái câu Phật học, nghe cũng hiểu mà chút chút thôi. Thì như vậy thì ở trong đây cũng có ba dạng cỏ cây. Thì Đức Phật cũng là một cái người mà biết tất cả những loại cỏ cây đó, cho nên Phật mới đưa ra những công thức. Có những chúng sanh đó, người ta muốn cái đó, Phật liền nói cái đó. Ví dụ như là có nhiều khi á,
Quý vị nhớ câu chuyện của ngài A Nan vậy đó. Được cái cô thiếu nữ tên là Ma Đăng Già thương, rồi lên gặp Phật, xin Phật cho ngài A Nan ra đời để về cưới cô. Phật mới nói rằng bây giờ cô muốn cưới ngài A Nan cũng được, mà với điều kiện cô phải ở chùa cô tu 3 tháng. Rồi hai bên ký cái hợp đồng là ngài cô Ma Đăng Già chịu khó tu 3 tháng. Mà khi mà cô tu thì Phật hướng dẫn cho cô cách quán về cái tạp dơ, cái vô thường của cuộc sống của vợ chồng. Sau 3 tháng cô lên cô gặp Phật. Phật hỏi sao, chuẩn bị chưa làm cô dâu? Phật nói dạ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con lên đây con xin xé cái dao kẹo. Tại vì nếu, nhưng mà nếu lúc đó mà biểu cô đừng có làm thì cô sẽ không vui đâu. Có một cái vị thầy đó đi tụng kinh một cái đám tang cho một cái cô này mất chồng. Thì thầy tới tụng sao cô thương thầy. Cô thương thầy, cái cô nói thẳng luôn. Cô nói tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Thầy không nói gì hết, thầy nói thôi cũng được. Nhưng mà bây giờ á, cô mới vừa chồng mất, thầy mới tới tụng kinh mà cưới nhau liền kỳ lắm. Thôi cô chịu khó chờ 49 ngày. Cô chịu khó tụng cho chồng, ông chồng ông thầy còn nói nha, cô phải thành tâm nha không? Ổng mà siêu của mình mới không bị kéo. Ổng mà không siêu là hai đứa mình mệt. Cô tha thiết cô tụng, trời ơi tụng ngày tụng đêm. Cái hết 49 ngày cô nói rồi sao thầy? Nói chưa đâu cô, 100 ngày đi. 3 tháng 10 ngày, cô lên cô gặp thầy, cô hỏi nữa, thầy nói 5 đi cô. Rồi 2 năm, rồi 3 năm. Tới năm thứ 3, năm thứ 4, cô nói thôi khỏi, giờ thấm rồi. Như vậy thì nếu như mà thầy mắng mỏ cổ, thầy sỉ vả cổ, thì có lẽ thầy cũng không độ được cổ. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là gì? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Bây giờ con chúng sanh mình gọi cái con đó đen đen, có cái dậy dậy đó kêu con trâu, rồi mình lỡ mình nói con bò là ta cãi à. Nhưng mà thật chất có bò có trâu gì đâu, tự mình đặt cho nó mỗi cái tên thôi. Đây quý vị đặt cái này là gì? Cái chuông, là tại vì mình là Phật tử, mình kêu cái này là cái chuông. Nếu mà gặp một người không Phật tử, nó trời ơi ở đâu kiếm được cái chén ăn cơm đẹp quá vậy. Rồi mình dặn gân lên mình cãi, nó cái này cái chuông người ta mà kêu cái chén. Người ta không phải là Phật tử thì không biết cái này cái chén đâu. Cho nên đừng có buồn giận chi. Lỡ Phật tử người ta bước vô chùa, người ta gặp sư cô nói chào chị. Nó chạy sao người ta có biết đâu. Rồi bây giờ ngược lại, có những Phật tử tại gia mà phủi tóc rồi mặc đồ lam vậy, ta bước vô thấy già già ta kêu sư bà. Phải không? Thì không lẽ cái vị đó giận, nó già xin phép tôi không phải, tôi chỉ là cư sĩ. Còn cái vị kia nói ồ em đây là sư cô. Hồi đó có những Phật tử lần đầu tiên tới chùa gặp Pháp Hòa, anh nhang để đâu anh? Có sao đâu, phải không? À, vừa rồi giống như có lần Hòa kể, Hòa đi thăm bệnh của một bác kia, thì bác mới bị stroke á, bác hơi tỉnh tỉnh rồi cũng hơi mờ. Pháp Hòa vô cái bác ơi, Pháp Hòa tới thăm, cái bác mà con hả con, khỏe không con, lâu ngày không gặp vợ con gì chưa. Rồi không lẽ mình giận, phải không? Thì mấy người con mới nói má, tại sao má nói thầy vậy, thầy thôi nè. Trời ơi, bà cũng mặc dù bà nói lẫn mà lẫn đúng, chứ bà gặp mình bà nhận ra bà nói chồng con gì chưa. Không còn mệt nữa. Tuy bà nói lẫn nhưng mà lẫn vẫn còn đúng, phải không? Bà nhận là vợ con gì chưa. Cho nên ở trong tất cả các cái pháp, chúng ta hãy nhận cái pháp nào mà nó tương đối chúng ta tiếp. Chứ cuộc đời này làm gì mà có cái chuyện gọi là tuyệt đối được. Ở đây cũng như vậy. Phật biết chúng sanh nghĩ cái gì,
tu cái gì, Phật chỉ cho mình. Phật biết chúng sanh mình, cho nên Phật dạy năm giới thôi. Đừng sát sanh vì nuôi dưỡng lòng từ bi, đừng trộm cắp vì tôn trọng sự bình đẳng, đừng tà hạnh tức là mình được quyền có vợ có chồng, nhưng khi đã có vợ có chồng đừng quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người khác. Phật dạy cái đó thôi. Rồi về cái mặt nói dối, Phật nói rằng đừng nói những cái gì để gây đau khổ cho con người. Nhiều lời mình nói rất thật mà thật để người ta đau khổ, để người ta chia lìa, thì lời nói chưa được gọi là giới thứ tư. Hai cha con giận nhau, nó đi ra khỏi nhà ông già, chứ nhà chửi nó tắt bếp. Bà má đợi con về, con à má tu nghe con, má giữ nơi dối không nói dối nghe, cho nên nãy ba con chửi con gì để má nói cho con nghe. Nói xong rồi hai cha con thêm một trận gây gỗ nữa, cái đó đâu phải là giữ giới. Mà nếu đứa con nó về nó nói má hồi nãy con đi ông già có nói gì không? Đâu có nói gì con, mặc dù ông la con chứ ông thương con lắm, nãy giờ ông trông con nữa. Mình nói mà làm sao cho cha con hài hòa thì mới gọi là giữ giới. Chứ còn mình nói thật, chị tôi thấy chị thân với cái người đó quá mà chị không biết gì người đó hết thì tôi nói cho chị nghe. Nhỏ nó hai ba mặt lẫn nhau. Rồi nguy hiểm không? Cho nên cẩn thận cái đó. Giờ quý vị thấy dược thảo dụ có nghĩa là Phật nói pháp bình đẳng nhưng mà mỗi người thu nhận một cách khác. Rồi cũng cái phương, cũng đối phương đó mà Phật lại nói khác, mà đối phương này Phật lại nói khác. Có những lúc mà quý vị tới, đây là pháp hòa ví dụ trường hợp này. Mình có thời giờ không? Sao mà trong hoài không hết giờ vậy? Mới có 49 phút. Có một cái người đó, họ đến gặp một vị tổ, một vị thiền sư. Ôi cha, ông tạo ra biết bao nhiêu những cái câu gọi là thiền ngôn mật ngữ. Ông hỏi đạo là gì, thế này thế kia, thì ngài không có trả lời gì. Ngài nói ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Ông hỏi đạo lung tung, nhưng mà tổ muốn chặt đứt những cái lung tung lăng xăng gì không có lợi ích, chỉ cần hỏi chặt cái chỗ đó, đáp một cái câu không dính dáng gì tới, gọi là câu hỏi ông có thấy cây tùng trước ngõ không, thì cái vị kia giật mình. Tại sao cây tùng ở trước ngõ nó sừng sững, nó sờ sờ mà không nhận ra? Ông đi hỏi chi những cái chuyện gọi là lung tung? Thì cái câu nói đó ngay lúc đó để đối cơ, tức là cái cơ là cái ông này, cái cơ duyên ông này, ông cứ hỏi, ông tìm những cái câu gọi là Phật pháp cao siêu để ông hỏi. Mình dừng liền, đừng để tâm ông lăng xăng nữa. Thì bắt đầu cái câu chuyện này nó đồn ra ngoài, cái thế là cây tùng nó trở nên miracle. Thiên hạ đổ nhau về chùa đó để kiếm cây tùng. Rồi thiên hạ đổ nhau về chùa để kiếm thiền sư. Thì có một hôm nọ, người cái cũng có một người khác tới nói: bạch thầy, con muốn tìm tổ tổ đó. Cái thì cái người đệ tử mới hỏi ông kiếm tổ để làm gì. Nói dạ con muốn tìm tổ để coi cây tùng nằm đâu. Thì cái cơ này lại khác nữa. Thì lúc đó tổ mới trả lời liền, cái người đệ tử trả lời: ủa chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu, chùa tôi không có cây tùng nào hết á, sao hồi trước lại có cây tùng trước ngõ? Mà cơ, cái căn cơ mỗi, bây giờ hồi trước ông này dính đạo thì chỉ cây tùng, bây giờ người nào dính cây tùng nó không có tùng. Quý vị thấy điều đó không? Đối cơ thôi. Cho nên có những chúng sanh, người ta vô người ta hỏi, bị nạt một câu, bị nạt một câu, nhưng mà nếu mình nhận ra được cái câu đó, tất nhiên mình ngài ngộ đạo. Cũng có một sư cô tới: bạch thầy, bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con làm sao để con đạt được niết bàn. Hòa thượng nói: sư cô đừng có sanh con. Trời ơi, sư cô đó mà. Hòa thượng nói như vậy nghĩa là con phạm giới phá trai sao mà có thai để có con. Thì hòa thượng liền trả lời: tôi, cô chưa hiểu ý tôi. Thì lập tức cô ngộ đạo.
Sanh con đây là gì? Là phiền não. Khi đừng sanh những đứa con phiền não thì liền có niết bàn. Mà cô sanh nhiều đứa con phiền não thì làm sao cô có niết bàn? Rồi cô hỏi niết bàn thì tôi trả lời niết bàn. Rồi có người ta hỏi bạch hòa thượng, thế nào là vô minh? Ông thầy nó ngu vậy mà cũng hỏi. Là ông trời ông dẫn đó mặt lên hòa thượng nói đó, đạo hữu biết vô minh là gì chưa? Ông ngộ liền. Bạch thầy, thế nào là thiên đường mà thế nào là địa ngục? Ông thầy sáng một bạt tay. Trời ơi, ông giận, ông rượt, ông đánh ông thầy. Cái thì trong khi ông thầy chạy, ông thầy nói mô Phật, địa ngục tới rồi. Bây giờ mình ngồi mình nói lung tung quá, đối cơ mà. Cái thì ông cư sĩ ông nghe được hòa thượng khai thị rồi, bây giờ biết địa ngục là gì rồi. Ông nói mô Phật, con xin sám hối hòa thượng. Cái hòa thượng nói mô Phật, thiên đường có mặt. Giờ quý vị thấy địa ngục với thiên đường rồi phải không? Thấy niết bàn với lại. Cho nên á, cái chỗ đối cơ là vậy. Cái chỗ dược thảo dụ là cái chỗ đó. Tùy mỗi cái cây mà nó thấm nhuần. Kính thưa thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con sự khác biệt giữa kinh sám hối hồng danh, kinh thủy sám và sám hối sáu căn. Thưa đại chúng, tất cả những nghi thức sám hối không phải do Phật nói. Tất cả nghi thức sám hối là do chư tổ soạn ra. Cho nên chúng ta gọi là sám pháp, chứ không phải là kinh. Bởi vì cái gì kinh là do Phật nói, cái gì mà do tổ soạn ra cho mình tụng gọi là sám pháp. Mà sám pháp là gì? Là phương pháp giúp cho mình sám hối. Mà chư tổ soạn ra cũng không phải là soạn không căn cứ, mà căn cứ từ những kinh điển, lời Phật soạn ra cho chúng ta tụng. Nhưng mà bởi vì căn cơ chúng sanh thời gian có khác, cho nên chư tổ soạn ra nhiều phương cách, y như cái chỗ dược thảo dụ hồi nãy. Mình có thời gian nhiều tụng thủy sám, mình thời gian ít tụng sám hối sáu căn, thời gian trung bình thì tụng hồng danh bảo sám, cái nào cũng được hết. Cái quan trọng là mình biết sức khỏe mình, thời gian của mình và hoàn cảnh của mình để chúng ta thực hiện một nghi thức. Bởi vì sám hối có bốn cách: nghi thức sám hối, tác lễ sám hối, hồng danh sám hối và bình đẳng sám hối. Khi mình cảm thấy rằng mình cần một cái nghi thức nào đó để mình thực hiện, để bày tỏ cái lòng chí thành của mình, cái đó gọi là nghi thức sám hối. Rồi mình phải mượn danh hiệu chư Phật để mình lạy, mình sám hối, cho nên gọi là hồng danh. Tất cả danh hiệu Phật đều gọi là hồng danh hết. Chữ hồng là gì? Hồng là to lớn. Mỗi danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát rất là to lớn. Tại sao to lớn? Tại vì quý ngài do tu mà được cái hồng danh này. Pháp Hòa ví dụ, Thích Ca Mâu Ni Phật do sự tu hành siêng năng tinh tấn, cho nên ngài mới có hiệu Thích Ca. Ngài do sự luôn luôn trở về được với cái vắng lặng ở bên trong, cho nên mình gọi ngài là Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy chữ Thích Ca nghĩa là năng nhân, là người có khả năng. Mâu ni dịch là tịch mặc, người có khả năng sống vắng lặng gọi là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì do ngài thường thích cái sự vắng lặng, cho nên ngài mới được hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì khi chúng ta lễ danh hiệu ngài là chúng ta cũng nguyện học với cái đúng với cái danh hiệu đó để chúng ta tập tu giống như ngài. A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình lễ Phật A-di-đà là mình học cái hạnh trí tuệ vô lượng.
công đức hành đạo của mình vô lượng, để mình được, nghĩa là sống mãi với cái pháp thân thanh tịnh đó của mình. Cho nên mới gọi là hồng danh. Quý vị nhớ là ở thế gian ta có những người, người ta có phương danh, có mỹ danh, đúng không? Do cái hạnh lành của người ta. Thí dụ mình gặp người ta, mình nói dạ xin lỗi anh, cho tôi biết anh, cho tôi biết quý danh. Tên anh là có rồi đó, nhưng mà tôi trân trọng, tôi muốn biết cái tên rất quý của anh là gì, cho mình hỏi nhau quý danh. Còn đối với chư Phật chúng gọi là hồng, hồng danh. Nhưng cũng có khi chúng ta do sống theo cái nghiệp dở của mình, cái nghiệp kém của mình mà mình bị chết danh. Có không? Có những người sống mà chết danh luôn. Thí dụ như mình nổi nóng như lửa, người ta gặp mình ta kêu tư lửa. Thí dụ vậy đó. Thì cho nên chúng sanh mình là do tật nghiệp mà chết danh. Người tu hành thì do tu hành chuyển hóa mà được hồng danh. Thế thôi. Vậy bây giờ quý vị tụng cái nào cũng được hết. Tại vì cái bản Thủy Sám là từ Trung Quốc soạn, do Ngộ Đạt Quốc Sư ngài soạn ra, tự ngài soạn ra để mà sám hối cái tội nghiệp chính bản thân ngài. Ngài cũng bị một cái nghiệp rất nặng, cho nên sau đó ngài viết cái văn đó để tự ngài sám hối và truyền bá ra cho người sau. Hồng danh sám hối là do một vị hòa thượng, một vị tổ từ thời nhà Tống soạn ra. Rồi lục sám hối sáu căn đặc biệt là do tổ Việt Nam mình soạn ra. Như vậy thì quý vị tụng bất cứ cái bài sám hối nào cũng được, quan trọng là lời lẽ trong đó tha thiết chí thành chúng ta tụng. Con cái tụng kinh sám hối hồi hướng cho cha mẹ lúc tuổi già đau bệnh, phải nên tụng kinh nào và tụng như thế nào? Như hồi nãy Pháp Hòa nói, tụng kinh nào cũng được hết. Còn tụng như thế nào, ngắn dài ít nhiều tùy mình. Nhưng khi mình tụng vì cha mẹ thì mình nguyện: con xin đại vì ba của con tên gì, mẹ của con tên gì, xin chí thành sám hối tất cả những tội nghiệp của ba mẹ con từ vô lượng kiếp cho đến đời này. Nguyện nhờ công đức sám hối này, ba mẹ con hiện đời biết hướng về Phật Pháp, biết có được cái tâm thanh tịnh, sanh thuận tử an, một hậu lâm chung vãng sanh về cõi Phật. Thật ra sám hối là phải tự mỗi người sám hối, nhưng chúng ta cũng có thể thay vì cha mẹ, bởi vì mình có cái ơn của cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Bây giờ mình đáp đền cho cha mẹ, ngoài cái chuyện gọi là cơm ăn áo mặc phụng dưỡng lúc đau bệnh, mình còn hướng tâm cho cha mẹ trở về với sự an định lúc tuổi già. Cái đó gọi là đại hiếu. Cho nên nãy trong này có một câu: người đi tu có phải là bất hiếu không? Người đi tu không bất hiếu mà gọi là đại hiếu. Tại sao? Nếu mình ở nhà mình chăm sóc cho cha mẹ mình một đời này, chỉ một đời thôi. Còn nếu mình đi tu, mình rộng độ cho muôn người, trong đó không phải chỉ có một cha mẹ mà rất nhiều cha mẹ nhiều đời của mình, bà con quyến thuộc của mình, rộng độ chúng sanh. Thí dụ như quý vị ngồi đây, có những vị đáng cha mẹ Pháp Hòa, đáng ông bà của Pháp Hòa, đáng anh em bà con của Pháp Hòa, thì Pháp Hòa có giúp được cho quý vị cái gì? Đó là Pháp Hòa đang đền ơn cho tất cả. Như vậy thì nếu như cha mẹ hiện đời chưa cần tới mình tạm gác qua đó để mình đi trả hiếu cho cha mẹ, bà con quyến thuộc khắp nơi. Đến khi cha mẹ hiện đời này già yếu cần tới mình, chừng đó mình sẽ đứng ra mình lo cho cha mẹ, chứ không phải buông bỏ cha mẹ. Quý vị đã thấy có rất nhiều thầy mang cha mẹ vào trong chùa ở, nuôi cha mẹ cho đến khi cha mẹ qua đời. Ở Việt Nam có rất nhiều hòa thượng, giống như là hòa thượng Cua. Quý vị nhớ hòa thượng Cua không? Ở Việt Nam mình có một vị hòa thượng đi chợ mua cua về nấu cho mẹ ăn.
đi mua cá về nấu cho mẹ ăn. Còn hòa thượng cua là mẹ biểu đem cua về giả ra nấu canh. Ngài thương quá, ngài thả nó đi. Về tới nhà mẹ giận, mẹ đánh. Ngài sợ, ngài bỏ, ngài đi tu luôn. Khi đi tu sau này mẹ mù, ngài trở về, ngài nhận biết đó là mẹ mình đó. Ngài liền đem về chùa, ngài nuôi. Mà ngài không nói cho trong chùa biết đó là mẹ của ngài, vì sợ trong chùa có cái sự tiếp đãi đặc biệt. Ngài không muốn như vậy, cho nên ngài chỉ nói đây là một bà cụ già nghèo mình giúp, cho nên mọi người thương giúp vậy thôi, mà không có cái đặc biệt gì đối với mẹ ngài hết. Khi ngài đi xa, ngài biết kỳ đi này có lẽ mẹ mình không qua khỏi, cho nên ngài dặn: khi tôi đi, lỡ bà cụ có mất, các thầy đừng có liệm, để đợi tôi về. Thì đúng như vậy, khi ngài trở về thì bà đã mất rồi. Và trong cái ngày lễ liệm nhập quan cho bà, thì thầy mới tuyên bố: đây là mẹ của tôi. Ngài mới kể lại câu chuyện đó. Như vậy thì cái người tu không phải là bỏ cha bỏ mẹ, nhưng mà nếu cha mẹ mình còn khỏe, chưa cần đến mình, thì mình đã đem cái sức khỏe, cái thời gian, cái năng lực của mình đi làm những cái việc rộng lớn khác, để khi nếu cha mẹ mình già có cần mình thì lúc đó mình cũng tạm gác cái phần đó, mình trở về phụng dưỡng cho cha mẹ già, thì mình chọn đời lẫn đạo, chọn hiện tại cũng như là trong vô lượng kiếp của mình. Cho nên đi tu đâu có bất hiếu mà là đại hiếu, bởi vì trả hết cho tất cả chúng sanh. Bởi vì mang ơn không phải chỉ có cha mẹ. Cha mẹ cho mình sanh thành dưỡng dục, nhưng mình sống được là nhờ biết bao nhiêu người khác. Cho mình độ được người ta cũng là mình đền ơn đáp nghĩa, chứ đâu phải là mình sống gọi là không có đền ơn đáp nghĩa gì đâu. Tôi chắc ráng một câu nữa rồi quý vị nghĩ. Lựa cái câu nào mà nó dính tới Phật Pháp. Bạch Thầy, trong pháp môn tịnh độ, muốn về cõi Tây Phương thì nên tu chánh hạnh, không nên tu tạp hạnh. Nghĩa là chỉ tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A-di-đà và chỉ niệm danh hiệu Phật A-di-đà thôi, chứ không niệm danh hiệu Phật khác, như vậy có đúng không? Khi mà mình muốn tu một pháp môn nào thì dĩ nhiên là mình phải học cái pháp môn đó. Nhưng mà cái chánh hạnh ở đây á, ngoài cái chuyện là tập tụng kinh văn, trì danh niệm Phật, nó còn phải hằng ngày chúng ta phải chánh hạnh ở cái nghiệp của mình. Pháp Hòa ví dụ, một ngày á, mình tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, mình niệm 30 sâu chuỗi, kêu là chánh hạnh đó. Nhưng mà bước ra ngoài, ai dọn cái gì của mình la hét, mình mắng xả, mình đủ thứ hết, thì cái này thiếu chánh hạnh. Chánh hạnh không phải chỉ ở trước bàn Phật tụng một bộ Vô Lượng Thọ hay là kinh Di Đà niệm bao nhiêu danh hiệu Phật chết đi Tây Phương, mà mình phải chánh hạnh làm sao trong khi mình dừng tất cả mọi sự tụng niệm thì mình liền ứng dụng danh hiệu của A Di Đà trong mọi nơi, mọi chốn, mọi lúc, mọi khi mình làm việc. Cái đó mới gọi là chánh hạnh. Cho nên mình lấy điểm với Phật thôi, mà đối với chúng sanh khác mình không tu, mà Phật đâu cần mình tu với Phật. Cái mình cần tu là cần tu với chúng sanh. Thí dụ như bây giờ đã là Phật rồi, mình có chửi Phật, mình mắng Phật, Phật có nói gì không? Không. Nhưng mà chúng sanh ta sẽ giận à, chúng sanh ta sẽ buồn à. Cho nên mình tu là tu với chúng sanh, chứ không phải tu với Phật. Nhưng mà cái giờ phút mình lên, mình ngồi trước Phật là để mình huân tập cái chánh hạnh đó, cái chánh niệm đó. Rồi bên cạnh đó, đó không có nghĩa là mình đừng có học kinh gì khác. Mình không học kinh thì làm sao nó ấn chứng được cái đường lối của mình nó rõ ràng, mà nó trợ duyên cho bao nhiêu. Bởi vì quý vị nhớ là trong pháp môn tu của Phật, cái nào nó cũng nâng đỡ cho nhau hết á, chứ không phải cái nào nó biệt lập với nhau đâu. Nó nâng đỡ cho nhau hết á. Pháp Hòa với ví dụ như bây giờ nè, cái anh mà thỉnh mỏ đó,
ảnh thỉnh ảnh tụng mà a di đà đô bà tỳ, rồi bắt đầu ảnh không biết là giờ mình tới mấy biến rồi, ảnh cứ thỉnh hoài thôi. Thì cái anh chuông này là ảnh trợ cho anh mỏ một chút, anh làm cái bon cái là anh nọ anh biết rồi, sắp hết là anh trợ. Chờ qua anh chuông này anh nhìn xuống anh thấy cha có bộ ngủ hơi nhiều à. Anh làm cái bon cái dưới này tỉnh được 2 phút. Chờ cái chuông này là cái chuông gia trì. Gia là gia hộ, trì là gìn giữ. Gìn giữ đại chúng, không để đại chúng sao lãng, không để đại chúng mất chánh niệm. Cho nên cái người giữ chuông thỉnh thoảng phải điểm một tiếng ở những đoạn kinh để cho đại chúng người ta tỉnh thức, người ta biết chỗ nào dừng, chỗ nào nghỉ. Chứ còn mà anh cứ ngồi nhắm mắt anh tụng hoài rồi thì gặp lúc mà có nhiều khi mình đi đám á, mình dặn gia chủ mình nói hãy nghe tiếng chuông cái là mình lại nghe không, dặn gia chủ rồi bị gì không biết lúc nào nó lại dặn gia chủ kêu nghe chuông lại nghe không, cái bắt đầu mình vô cái mình hồi vậy nè. Trời ơi nó cuốc thôi là nó cuốc. Bởi vì mình dặn hãy nghe chuông. Phải chi mà mình nói lâu lâu mình điểm một tiếng vậy, mình dặn nó nghe chuông lại nghe không, mà ông cứ mà hồi 3 hồi rồi. Là nó thôi, nó cuốc quá trời luôn. Hỏi gì đây, cuốc bù. Quý vị thấy không? Cho nên á, tất cả những cái gì á, nó đều là trợ duyên cho nhau hết. Trợ duyên cho nhau hết. Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quan Âm đứng bên, Đức Thế Chí đứng bên. Quan Âm là từ bi, nhưng mà từ bi mà không thể mất đi cái chí nguyện của mình. Cho nên cái chí lực, cái nguyện lực, cái vững chãi của mình đi với từ bi, mà hai cái này mới phò được cho Đức Phật Di Đà. Di Đà là mình, tự tánh là thanh tịnh, nhưng mà trong tự tánh này không thể không có từ bi, mà từ bi nhưng mà không mất được cái bản chất của chí nguyện. Cho nên thầy hồi nãy thầy từ bi, thầy không muốn làm cho cô đó khổ, nhưng mà thầy vẫn không mất chí nguyện của thầy, là thầy biết cách thầy làm cho cô đó thương thầy mà tu. Cho quý vị có nhớ cái bài thơ không? Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Thay vì mình yêu chỉ một người, nhưng mà nếu cô biết hướng về phụng sự cho tất cả mọi người, và tôi cũng đang hướng về con đường đó, mình sẽ gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu đại thể. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Dạ thưa thầy, gia đình con là người Phật giáo. Con có đi chùa từ nhỏ nhưng chưa quy y, và sau đó con lấy chồng người Công giáo. Hiện nay con đã ly dị chồng và muốn trở về đạo Phật. Vậy con có phạm luật không? Và con có thể quy y không? Vì con đã có tên thánh của đạo Công giáo. Mình rửa tội theo Thiên Chúa là mình trở thành một tín đồ, một con chiên. Mình quy y theo đạo Phật là mình trở thành một người tu tập. Con chiên hay không con chiên đều phải có pháp môn tu tập. Cho nên dù có những người họ là Thiên Chúa nhưng họ vẫn tiếp nhận năm giới nha. Pháp Hòa đã truyền rất nhiều năm giới cho người Mỹ. Họ là Thiên Chúa, họ là Tin Lành, nhưng họ thấy năm giới này rất hay để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên họ vẫn là Thiên Chúa giáo, nhưng họ vẫn tiếp nhận năm giới. Bởi vì đạo Phật không phải là một tôn giáo, như hồi sáng mình nói, để rồi chúng ta lại lục
cầu nguyện, mà đạo Phật là một đạo lý để chúng ta sống lành thiện tốt đẹp. Vậy thì nếu cô mà có trở về thì cũng đâu có sai gì đâu, tại vì cô là lá rụng về cội, cô là nước chảy về nguồn, đâu có lỗi gì. Mà ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa có một chú đệ tử, chú dở quá, Pháp Hòa dạy không nổi. Rồi bây giờ có một thầy khác, thầy hay hơn, thầy năng lực hơn, Pháp Hòa sẵn sàng gửi người đệ tử đó cho thầy đó dạy. Bởi vì cái mục đích của chúng ta là làm sao huấn luyện một con người trở nên tốt, mà không giành giật là của ai. Phàm phu mà còn sống được kiểu đó, huống chi các bậc thánh. Cho nên nếu mà Chúa mà thấy cô mà bây giờ đã không còn dính dáng tới gia đình bên chồng, mà bây giờ muốn trở về với Phật mà Chúa phạt thì không phải Chúa. Chúa sẽ vui lòng, con cứ đi đi cho nó khỏe. Mà con đi trở về với của con chứ con làm gì đâu. Phàm phu mà còn suy nghĩ được là ba dạy không được cho nên ba dạy gửi con tới trường, thầy giáo dạy con được cho nên ngày xưa đó mình phải kính trọng người thầy, người cha và một ông vua ngang hàng với nhau, cho nên chúng ta gọi là quân sư phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha, ba người này ngang bằng với nhau, mình phải kính trọng như nhau. Mình sanh con mình nuôi không được thì mình phải gửi tới thầy khác cho người ta dạy chứ, tại sao mình lại buồn giận. Mà thậm chí đứa đệ tử đó nó đi xong nói thời gian nó họp với thầy đó, nó thưa thầy, con thấy con họp với thầy này hơn, xin thầy cho con được ở với thầy đó để con tu học. Mình phải mừng. Danh dực làm gì mà danh về mình mà mình lại dạy không được nữa thì là chí. Cho nên không có buồn chi chuyện đó. Cho nên cô cứ thoải mái và tự nhiên, phải không? Tên thánh hay là pháp danh nó cũng giống nhau hết, không có gì hết. Nói người ta niệm Amen, mình niệm A Di Đà, đừng buồn, cái nào cũng A hết á. Các thầy thường giảng là sau buổi tối 7 giờ là không nên ăn cơm và đụng vào chén bát dũa vì sợ ngạ quỷ họ giận vì đói khát. Nhưng gia đình con thường xuyên ăn cơm và rửa chén sau 9 giờ tối. Vậy có ảnh hưởng gì không thầy? Quý thầy dặn là đừng ăn cơm sau 7 giờ tối, mà cô này, gia đình này là ăn cơm sau 9 giờ tối. Có sao không thầy? Trước khi trả lời thì em cũng hỏi vậy bấy lâu nay có sao không cô? Bấy lâu nay cô không sao thì chả sao hết. Thưa đại chúng, cái câu mà nói là buổi chiều đừng có làm như vậy, ngạ quỷ họ đứt cổ họ chết đó, chẳng qua là vì lòng từ bi và một sự khuyên nhắc để cho cái người xuất gia trong chùa phải giữ oai nghi tế hạnh của mình. Chiều tối không nên làm động mạnh ở trong chùa. Đó là một cái phương thức để chuyển hóa những cái thô tháo của người tu trong chùa. Quý hiểu ý như vậy. Cũng giống như á, hồi xưa có một cái bài kệ như thế này: văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Dịch lại là: nghe chuông nằm không ngồi dậy, làm cho các vị hộ pháp thiện thần nổi giận. Đời này mình bị giảm phước, đời sau chết đọa làm rắn. Ở trong chùa mà nghe cái bài đó rồi mà chuông bon bon là ngồi dậy liền, để trị cái bệnh làm biếng. Chị cái bệnh mà cho tôi nướng chút nữa đi, cho tôi nướng chút nữa đi, mà nướng chút nó khét. Đó là bởi vì chúng sanh, những người mới vào tu còn giải đãi, còn lười biếng. Thì chư tổ phương tiện nói những cái câu đó để mà nhắc nhở, để mà mình biết cái bổn phận của mình. Cũng y như hồi ở Việt Nam ăn cơm mà bỏ mứa, ông bà mình nói sao: một hạt cơm là một hạt ngọc, mà bỏ cơm là một hạt cơm là một con dòi. Nghe sợ quá, ráng ăn cho hết. Còn người Bắc thì có câu: ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ. Muốn ta ăn cho hết,
mà không được để mứa, thì mình nói một câu là nếu con ăn hết con cũng bị phạt mà đánh đòn, nhưng nếu mà con ăn còn con sẽ mất vợ. Thì mình so ra ăn hết đi để đánh đòn còn hơn, mà để giành mất vợ lỗ hơn, cho nên ráng ăn hết. Đó là một câu nói mà người Bắc thường nói: ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vợ. Như vậy thì cái đây gọi là phương gì? Phương tiện để trị cái bệnh thô tháo của chúng sanh. Còn bây giờ nếu quý vị thật sự quý vị có sợ cái này thì cũng là tốt thôi. Để mình làm gì? Mình thúc liễm mình lại, mình làm cái gì mình nhẹ nhàng thôi, phải không? Chứ mình đừng có làm mạnh tay, chứ làm sao mà không đụng chạm được. Rồi bây giờ nói cái này nó dính tới cái khác. Mình cứ quan niệm là chết phải để 8 tiếng, đừng có đụng vô. Đụng vô như vậy rồi cái người chết họ sân họ đọa. Rồi bây giờ lỡ người đó đi ra đường, xe đụng nằm ngoài đường, chết tại chỗ, cảnh sát tới đem họ vô trong bệnh viện cấp cứu, nó không được, để đây niệm 8 tiếng. Được không? Mình phải biết. Rồi bây giờ người ta vừa tắt thở, người ta chết, mình đứng mình niệm Phật, mình không cho người ta đụng. Nhưng mà mình đừng có đụng vô với cái vô cớ là tới mình xốc vác người đó lên. Nhưng nếu bác sĩ người ta cần nói tôi phải vô tôi khám nghiệm cái tử thi này để coi coi người này thật sự chết, người ta làm cái việc của người ta, tại sao mình lại cản? Mình cản như vậy nó có nhiều cái bất lợi. Một, nếu thật sự người đó chưa chết, có phải là mình làm cái lỗi không? Cái thứ hai là bác sĩ người ta cần ký giấy xác định để cho nhà hoàn tới đưa cái người này về nhà hoàn. Bác sĩ chưa ký giấy, nhà hoàng không được quyền tới mang cái nhục thân của người đó đi. Cái thứ ba, mình làm như vậy, người ta đã du di, người ta đã rộng mở với mình ở trong bệnh viện, nhà thương mà người ta cho mình vô tụng kinh cả 8 giờ đồng hồ. Mình không appreciate người ta mà mình còn cản trở việc làm của người ta nữa, thì người ta sẽ nhìn mình bằng một cặp mắt là mình thiếu cái sự tôn trọng việc làm của người ta. Và người ta nói rằng đạo Phật vậy đó hả? Cho nên mình hành đạo Phật mà không biết cách thì mình sẽ làm cho người ta mất cảm tình với mình rất là nhiều bởi những cái chuyện đó. Tu hành giảng sanh không vãng sanh không thể trong 8 tiếng đó mà nói được. Chẳng qua là mình hỗ trợ cho cái người chết đó thêm một phần năng lực để họ dễ dàng đi thôi. Chứ còn đi hay không là do nghiệp lực của họ, chứ không phải mình tụng 8 tiếng mà người ta giảng sanh đâu. Nếu nghiệp họ nặng, mình tụng 80 tiếng cũng vậy thôi. Cho nên khi người đó mất, được cái phước cuối đời là đại chúng tập hợp tới niệm Phật, đó là cái phước cuối đời của họ. Nhưng tự bản thân mình có biết rằng mình được cái phước đó không, mà ngồi đó mà chờ? Tại sao ngay trong giờ phút này không lo mình tu đi? Lỡ mình trả cái nghiệp cuối đời mà mình mất bằng cách nào đó, mình không được ai hộ niệm, thì không lẽ mình đọa lạc sao? Cho nên dù ai đó có tới sốc cái người đó cũng không có phải vì vậy mà người đó đọa lạc đâu. Mình đừng có hiểu lầm như vậy rồi mình rất là chấp trước vào cái việc đó. Người thân người ta khóc, cái khóc là cái cảm xúc khi người ta mất một người thân, mắc gì cũng cho. Đừng khóc, khóc vậy người này lưu luyến không được đi vãng sanh. Nếu mình chỉ nói là đừng có rên, đừng có rỉ, ôi giời ơi, anh đừng bỏ em, con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi, anh ơi, lóc sóc nó lên thì mình mới cản chứ. Còn người ta cảm xúc, người ta chảy nước mắt mà tại sao mình không cho? Xin lỗi, kim có chích tới mình mới biết đau. Không phải là người thân của mình, làm sao mình biết người ta không phải người thân mình? Mình đứng tỉnh queo, tỉnh bơ, tỉnh rụi. Còn người thân của người ta phải khóc. Cái chuyện cảm xúc đó là chuyện emotional, mình không có thể cản trở người ta được. Nhưng mà chỉ khuyên người ta đừng có rên rỉ. Trời ơi, người ta đứng ta chạy nước mắt đuổi, đi ra, làm như cái vong hồn nó không biết chỗ gì.
Nếu mà họ thương người thân của họ đó, quý vị đuổi người ta về nhà, cái thần thức người đó vẫn đi theo về nhà, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Bởi vì lúc đó họ đâu có đi bằng cái thân xác như mình nghĩ nữa, người ta đi bằng cái tâm thức người ta mà. Chứ người ta đâu phải đi như cái kiểu của mình nghĩ đâu mà đuổi hay không đuổi. Cho nên mình hành cái chuyện đó mà mình làm không đúng á, người ta sẽ mất cảm tình với mình rất là nhiều. Mà người ta nhìn đạo Phật một cách rất lệch lạc là đó, tu vậy đó, tu đợi 8 tiếng vậy đó. Còn thí dụ như mình niệm Phật rồi mình dở tay chân người đó mềm mại, biết như vậy, à A-di-đà Phật, đây là thoại tướng của vị đạo hữu này. Trời ơi, dở tay dở chân lên, ô mô Phật, giảng sanh rồi, giảng sanh rồi. Rồi bắt đầu nhảy lên, múa lên, rồi lại Phật, rồi làm lia lịa lên hết. Không có cái gì của đạo Phật hết. Người ta nhìn đạo Phật rất là kỳ cục. Đạo Phật đâu phải vậy. Càng mình càng tu chứng chừng nào, mình phải càng im lặng và khiêm cung chừng nấy. Mình càng tu cao chừng nào, mình càng khiêm cung chừng nấy. Quý vị có thấy chiếc máy bay không? Ở dưới này nó to như vậy đó, nhưng mà nó bay càng cao thì chiếc máy bay mình thấy nó càng nhỏ. Mình tu càng cao thì cái ngã của mình nó phải càng nhỏ chứ, tại sao tu càng lâu mà cái ngã nó càng lớn? Rồi để hô hào la làng lên như vậy. Rồi vì vậy là tất cả người nào mà cứng đơ cứng ngắc là đọa lạc hết hả? Không phải vậy. Pháp Hòa không có chống bán cái chuyện niệm Phật 8 tiếng, nhưng mình phải biết cách mình làm cho người ta nhìn vô đạo Phật nó có cái gì đó, nó nhẹ nhàng, nó khoa học. Bác sĩ tới phải để cho bác sĩ làm tất cả những việc của bác sĩ, mình không cản trở được. Người ta có để ống vô, người ta có tiếp trợ mình, nếu mình không muốn thì mình quyết định. Còn bác sĩ không thể nào làm việc mà người ta không thể không làm. Đó là việc của người ta. Người ta mới vừa rờ vô, người ta để vậy, người ta bắt mạch, cái gạt tay người ta ra không được đụng, đụng vậy đọa. Vậy thì những người đó khỏi cần tu. Mình cứ đi chơi đi, khi nào mình sắp chết thì kiếm người tới niệm 8 tiếng. Phải tu chứ không phải là mình phải chuyển hóa nghiệp lực của mình. Chứ không phải là mình niệm, nếu được 8 tiếng đó là cái phước cuối đời của mình. Nhưng mà mấy người được. Có những vị xuất gia nhưng mà cái chết không bình thường. Mình cũng không thể nói người đó là không tu. Mình tu là đời này, nhưng mỗi người có cái nghiệp cuối đời của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn một cái chết, một cái vị nào đó rồi chúng ta nói là vị đó thiếu tu. Không phải vậy đâu. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật thành đạo rồi mà trong kiếp này Đức Phật phải gặp 10 cái duyên nghịch. Trong đó có một cái duyên là Phật bị người ta phỉ báng, là do đời trước Ngài chê người ta. Có một kiếp Ngài là một cái người rất là đẹp trai, rồi cái cô đó cổ đem lòng, cổ thương yêu Ngài. Nhưng mà Ngài đẹp, nhưng mà Ngài có tu. Thay vì Ngài mới từ chối người ta khéo đi, Ngài nói là tôi cũng cảm ơn tình yêu của cô, nhưng mà thôi tôi không có duyên với cô, tại vì tôi thích tu, thí dụ vậy đi. Không, Ngài nói vậy nè, này đẹp cái gì, nguyên một cái đại gia hôi thối, xúc phạm cổ. Chính vì cái nghiệp xúc phạm đó mà đời sau, đời này nè, Phật thành đạo, Phật bị một cái cô thiếu nữ mang bụng chữa vô vu oan cho Ngài, để phỉ báng Ngài. Thì các vị mới hỏi Phật là tại sao Phật là một cái bậc như vậy mà Ngài còn bị. Thì Ngài mới kể là cái đời quá khứ của Ngài. Quý vị thấy Ngài Mục Kiền Liên không? Bị ngoại đạo đánh chết trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Bởi vì khi mà người ta hỏi Ngài, như thầy trò của tôi đây chết đi đâu, thì thay vì Ngài trả lời rằng tùy theo nghiệp mà thọ sanh, thì Ngài đâu có đụng chạm ai đâu, Ngài trả lời thầy trò của ông á, tu ngoại đạo chết đọa địa ngục. Ngoại đạo giận tức nhào vô đánh Ngài chết tại chỗ. Mà khi mà Ngài chết rồi thì Ngài Xá Lợi Phất và các thầy tới xúc Ngài lên, hỏi Ngài tại sao sư huynh có thần thông mà sư huynh không đằng vân sư huynh bái.
Thì Ngài Mục Kiền Liên trả lời: khi nghiệp lực nó đến, một chữ thần còn không nhớ, đừng nói tới chữ thông. Dễ sợ không? Này, Pháp Hòa có một bà cụ mà quen niệm Phật nè. Khi mà bà đau quá, Pháp Hòa vô thăm, bác nhớ niệm Phật. Quý vị biết bác trả lời sao? Khi cái cơn đau nó hoành hành, chữ Nam còn không nhớ, đừng nhớ tới chữ Phật. Đó, cái câu đó để mới nói với chúng ta rằng nếu đời này chúng ta không lo huân tu, rồi đợi tới lúc chết mà người ta niệm cho mình biết mình có giao cảm với cái đó không, mà mình đợi mình chờ. Thì cuối cùng ở đây, cái vấn đề mà gọi là mình làm những cái việc là ngạ quỷ, tất cả đều là nhắc nhở mình phải nhẹ nhàng, phải từ tốn trong tất cả mọi việc. Không có tội lỗi nếu mình phải khinh xúc một cái gì hết. Nhưng nếu chúng ta tâm mình có pháp đó thì tự động chúng ta sẽ trân trọng nó. Như hôm qua Pháp Hòa ví dụ, nếu tâm mình biết nhận đây là cái chuông, là một pháp khí của nhà Phật để tụng kinh, tự động chúng ta thấy cái chuông, chúng ta trang trọng để nó. Còn nếu tâm mình không có cái chuông thì cái này không là gì hết, là một miếng đồng gõ cái beng cho nó kêu tiếng. Nếu tâm mình có cái pháp y thì cái pháp y của mình để trên đầu. Còn nếu tâm mình không có pháp y, đừng có thọ gì mất công, mình ở đâu mình cũng cầm nó như miếng vải vậy à. Nó vậy đó. Thì thưa đại chúng, tất cả những gì chư tổ nói, nó đều là giúp cho chúng ta giảm đi cái hạnh thô tháo, cái sơ thất của mình trong cuộc sống thôi. Chẳng hạn mình đi vào trong nhà vệ sinh, gõ cửa 3 tiếng, ở trong kia đáp lại 3 tiếng nếu trong đó đang có người, mà không cần phải la lên I am here. Hoặc mình cũng cần hỏi who's there. Chỉ cần đáp gõ 3 tiếng, ở trong đáp lại 3 tiếng, mình chỉ muốn biết có ai thì người đó. Tại sao không lên tiếng? Vì không muốn cái thô nó lộ ra. Đáp 3 tiếng, rồi đi vào trong nhà vệ sinh, trước khi ngồi xuống gõ miệng 3 tiếng. Chư tổ nói có những loài ngạ quỷ họ ăn cái phẩn dơ đó, mình không muốn cho mình đánh cho mình, ý thức đánh thức để cho họ gian ra. Cái đó cũng là một cái ý niệm nhắc nhở chúng ta trở về cái giây phút hiện tại. Chúng ta đang ở cái chỗ xú uế, tống khứ đó ra như tống khứ tham sân si. Cho nên gõ xong rồi liền có bài kệ: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, quyên trừ tội lỗi. Lúc đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Cái gốc tội là tham sân si. Mà cái gốc tội nó dơ, nó chán, nó hôi, như là cái tạp dơ mình vừa thải ra. Không muốn nhìn, không muốn thấy, không muốn nói, không muốn ngó, nhấn cho nó đi liền. Trên mười tu của chúng ta, tham sân si hiện khởi, đi liền. Còn những cái gì chúng ta làm, đó là phương tiện và giúp cho chúng ta thuần hóa thân miệng ý của mình thêm hơn trong cuộc sống. Thôi thì hết giờ rồi, mà câu hỏi thì cũng còn. Pháp Hòa xin giữ những câu hỏi này lại, rồi ở một buổi nói chuyện khác ở đâu đó, những câu hỏi này sẽ được giải đáp, rồi quý vị tìm nghe thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, đặc biệt là Ni Sư Viện Chủ Chùa Phước Hải đã tạo duyên cho tất cả chúng con được gặp nhau ngày hôm nay, và tất cả quý Phật tử xa gần trong ban tổ chức, cũng như tất cả quý vị đã trợ duyên để cho hai ngày sinh hoạt hôm qua và hôm nay được thành tựu đến giờ phút này. Xin nguyện đem tất cả công đức lành nào chúng ta làm được, xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều được thấm nhuần pháp hỷ của Phật, để chuyển hóa mình trong đời sống hàng ngày, hầu mỗi người chúng ta mang lại hạnh phúc đích thực để đóng góp cho thế gian này. Và xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Ni Sư Tứ Đại Thường Hòa để mà tiếp tục vận chuyển bánh xe chánh pháp ở vùng này. Nguyện cầu cho tất cả quý Phật tử
thân tâm được an lạc, gia đạo bình an và tinh tấn mãi mãi trên con đường tu nhân học Phật của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin đại chúng hồi hướng trước khi ni sư đại chúng hồi hướng trước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Từ Mẫn, kính thưa quý thầy, vị sư ni sư, sư cô. Con xin đại diện cho quý Phật tử nơi đây để dâng lên thầy lời tri ân mà con nghĩ rằng không phải qua lời nói mà có thể đền đáp được cái công đức của thầy. Tuy nhiên, nếu không có thì nó cũng là thiếu. Kính bạch Thầy, hai ngày qua, những áng mây lành đã hiện hữu trên bầu trời North Carolina, báo hiệu hai ngày thật là đẹp. Vì đã nắng có nắng ấm giữa những tháng ngày đông, đầu đông lạnh giá. Thầy đã về đây với chúng con. Thầy đã góp nhặt những tinh hoa vũ trụ từ những kinh nghiệm tu tập của Thầy ươm vào vườn hoa đạo Pháp, khiến chúng con đã được cùng Thầy chắp cánh bay cao trên nền trời hoa gấm của Như Lai. Chúng con như những loài hoa không tên, Thầy hướng dẫn trở thành những vô danh Bồ Tát, âm thầm lặng lẽ bước chân vào đời, tập vô tâm trước những khen chê, như bóng nhạn bay qua sông, như gió lùa qua kẽ lá, hoặc nắng rọi trước sân chùa, làm rực rỡ muôn hoa. Trước muôn duyên vạn pháp, Thầy mượn lời diễn ý, mượn tâm để phô bày những lẽ chân thật mà nơi suối nguồn tuệ giác của Đức Thế Tôn. Mỗi bài giảng của Thầy là mỗi pháp âm tỉnh thức, đem lại sự chuyển hóa nội tâm. Dấu bệnh của chúng con có khác nhau, nhưng mà linh đơn diệu dược của Phật qua lời Thầy thật là tuyệt diệu, đã giúp cho tâm hồn sơ cơ học đạo của chúng con. Những người có hảo tâm cần cầu nơi thánh giáo, mỗi thời tỉnh ngộ, thân tâm nhẹ nhõm trước trần lao, vơi bớt sầu muộn dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào trong thiên hạ. Khi đã trở về với Phật thì tâm hồn đều như trẻ thơ, hồn nhiên và chân chất. Dẫu có đêm đèn nến, nhang hoa, trà quả, thức ăn vật thực, hay dẫu có đêm cát đến cúng dường, thì Thầy vẫn được Thầy xoa đầu thọ ký. Thầy như một nhà thơ nào đó đã viết: về thôi lữ khách đường xa lắm, danh lợi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đạo cả, để hồn thơ ấu được nâng niu. Tri ân Thầy đã đến đây, đã hát khúc nhạc cho âm vang đi vào cô tịch, cho lời kinh thiêng gió chuyển phiến mây ngàn, tâm an lành gửi về khách muôn phương, gieo thiện pháp bước trên đường giải thoát. Thầy vững lèo lái mênh mông trong biển pháp, chủ và khách thuyền nước một vầng trăng. Và lời cuối, chúng con xin được nguyện với Thầy
như ngài điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tôn đã nguyện. Nguyện mong được thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín. Phúc gặp tình cờ tri thức, hoa ưu đàm mấy kiếp được đơm bông. Chúng con mong thầy trở lại bậc giáo thọ thiện tri thức của chúng con. Xin đê đầu kính lễ thầy. Dạ, cũng nhân đây thay mặt ban tổ chức chùa Phước Hải, chúng con cũng cảm niệm tri ân quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử từ các tiểu bang xa xôi và những vị đã phát tâm đóng góp tịnh tài tịnh vật, các vị trưởng ban, các vị trong ban ẩm thực, âm thanh, hành đường, nghi lễ, tiếp lễ, trật tự, thị giả, trang trí, đưa đón thủ quỹ, vân vân, và các hành giả từ các tiểu bang xa xôi đã, như là tiểu bang Massachusetts, tiểu bang Georgia, tiểu bang South Carolina và các vùng phụ quận, phụ cận, quý Phật tử hành giả đến từ Raleigh, Wilmington, Salem, Greensboro, Charlotte đã hoan hỷ cúng dường bố thí tịnh tài tịnh vật và công sức hộ trì cho khóa tu 2 ngày an lạc viên mãn tốt đẹp. Xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý thầy, quý Phật tử phát thể khinh an, phước trí nhị nghiêm, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, quý hành giả luôn gặp nhiều thắng duyên trên con đường tu học và hộ trì Phật pháp. Trong suốt 2 ngày qua, dù cố gắng hết sức, chúng con, chúng tôi không sao tránh khỏi những sơ sót trong những lúc tiếp đãi và tiếp đón. Mong chư tôn đức, quý Phật tử xa gần từ bi hoan hỷ và quý nguyện nhờ công đức tu tập hôm nay, mong mọi người được vạn sự kiết tường, sở cầu như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin cúng dường thầy và đại chúng bài hát Tôi Không Quên. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, khoác áo lam làm tu sĩ trọn đời. Tôi không quên ngày đầu trong đời tôi, mím môi cười lạc lòng nước mắt rơi. Rung quá vậy. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, có ai hay mẹ tôi khóc bên thềm, đôi mắt buồn mỗi lúc như buồn thêm. Vắng con rồi đời mẹ như bóng chiều, làn tóc ngự yên đã theo hồi chuông chiều rơi rơi, làn tóc nhẹ rơi như bao giấc mơ trong cuộc đời chóng quên. Bước chân đi mẹ về bên đời nhớ, bước chân đi con về quên đời đó, làn tóc xanh đã phủi đi rồi,
Mẹ kính yêu giờ cũng xa người, sống bên thầy kính kệ làm vui. Tôi không quên ngày đầu tiên xuống tóc, tôi không quên lần đầu tiên mẹ khóc. Thầm gắt ghi mãi mãi bên lòng, thề quyết tu trả bốn ơn đời, cứu tam đồ thoát khỏi cảnh mù khơi. Thề quyết tu trả bốn ơn đời, cứu tam đồ thoát khỏi cảnh mù khơi. Di Đà Phật, quý vị thấy ni sư hát hay không? Và cái bài hát đó, đó chính là cái tâm trạng và cái thực cảnh của các thầy các cô khi đi tu lúc còn trẻ. Và Pháp Hòa nhớ là cái ngày đầu khi Pháp Hòa xin ba mẹ Pháp Hòa đi tu đó, là cũng khóc như vậy. Năm đó Pháp Hòa học xong lớp 9 đó, Pháp Hòa muốn đi tu hồi năm 8 tuổi mà ba mẹ không có cho. Rồi đến khi Pháp Hòa 15 tuổi, Pháp Hòa vừa học xong lớp 9, thì Pháp Hòa nghĩ rằng mình càng để lâu thì đường tu mình càng trễ. Cho nên ngày hôm đó là vừa học xong lấy cái học bạ về, chiều hôm đó thì mình mời ba mẹ đến, ngồi trên ghế và mình quỳ xuống. Thì Pháp Hòa nhớ là khi Pháp Hòa vừa quỳ xuống là mẹ Pháp Hòa biết liền: đi tu phải không? Và nó kìm mọi cách để mà cản trở, nhưng mà không được. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày Pháp Hòa xuống tóc mà thọ giới đi tu thì bà già khóc. Thì Pháp Hòa mới nói: thôi bây giờ con ở chùa, nhưng mà mỗi tuần con về ở nhà 3 ngày, con ở chùa 4 ngày. Nhưng mà thật sự cái giao kèo đó Pháp Hòa giữ đúng con ngày thôi. Là vì khi Pháp Hòa đi tu xong và về nhà ở một đêm, thì sau đó Pháp Hòa mới lấy cái cớ là sư phụ không có ở nhà, con phải về chùa, con coi chùa. Và cũng cái duyên là lúc đó thật sự thầy đi vắng một tháng, Pháp Hòa mới đi tu được có một ngày thôi, là sư phụ vắng mình một tháng trời. Và vì cái duyên đó mà Pháp Hòa ở chùa, rồi mỗi ngày đi học, đi về nhà, đem cái ba lô theo. Mỗi ngày na ăn chút, đi ra cửa bà già thấy nguyên cái ba lô. Lần thứ ba bà già nói na hết trơn rồi. Là coi như là ở chùa luôn và không có trở về nhà sau một ngày ở nhà, sau lễ xuất gia. Và cái bài hát đó nó đúng cái tâm trạng của các thầy các cô khi đi tu. Như Đà Phật, thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta sinh hoạt như vậy thật là một ngày tròn đủ, gọi là pháp hỷ sung mãn. Kính chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ, và chúng ta đã gặp nhau như thế này quả thật là một cái duyên lành, và mong rằng chúng ta tiếp tục tu học để duyên lành này không bao giờ dứt đoạn ở trong Phật pháp. Kính chúc đại chúng vui khỏe ra về.